Chiến thần thánh y đường tuấn chương 2361 Đó là chu tước hỏa linh quả Một tia sáng từ trên trời rơi xuống Bao phủ ly thanh viễn và tiêu sơn Giọng nói diễu cợt của anh ta Phát ra từ trong cột sáng Thập tam đệ Tôi đi trước một bước đây Tôi sẽ ra ngoài coi cậu bị đánh bại như thế nào Cột sáng biến mất Ly Thanh Viễn cùng Tiêu Sơn cũng rời khỏi bí cảnh. Trong cung, Ly Thanh Viễn và Tiêu Sơn xuất hiện, vẻ mặt anh ta ảm đạm cúi đầu trước thần đế, đứng sang một bên không nói lời nào. Vẻ mặt của thần đế cũng không mấy vui vẻ, nói, mắt nhìn của lão thập tam có hơi thiển cận quá rồi. Các đại thần khác đều im lặng, cảm thấy không thích hợp về cách làm của Ly Thanh Trần. Vì khí thế nhất thời mà từ bỏ lựa chọn tốt hơn, không có lòng khoan dung với người khác, thập tam điện hạ quả thực không phải là người thừa kế tốt. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này Ly Thanh Trần ở trong bí cảnh không biết hành động của mình sẽ mang đến hậu quả như vậy, nếu anh ta chỉ là hợp thể cảnh bình thường, có lẽ anh ta sẽ tiếp nhận ý tưởng của Ly Thanh Viễn. Nhưng anh ta không phải vậy, Ly Thanh Trần của ngày hôm nay rất tự tin vào thực lực của chính mình và đương nhiên không thích hợp tác với người khác. Tôi, Ly Thanh Trần, muốn trở thành thần đế. Đường Tuấn và Ly Thanh Trần tiếp tục đi về phía đỉnh núi lửa, thỉnh thoảng chạm trán với một hoặc hai hoàng tử trên đường đi. Nhưng có Ly Thanh Trần ra tay, những hoàng tử đó gần như không phải là đối thủ. Nhưng cũng do Ly Thanh Trần dốc hết sức bảo vệ nên Đường Tuấn cũng chẳng cần động thủ, càng khiến sắc mặt của thần đế và các quan đại thần trong đại điện càng thêm khó coi, cảm thấy Đường Tuấn chẳng khác gì một kẻ vướng tay vướng chân. Tổ tiên đặt ra quy tắc để các người có thể mang theo một người đồng hành vào bí cảnh. Ý định ban đầu là để có người giúp đỡ các người, có thể khiến các người tiến xa hơn nhưng bây giờ lão thập tam lại đưa một y sĩ vô dụng vào trong bí cảnh, lại còn bắt nó bảo vệ, còn ra thể thống gì. Thần đế trực tiếp khiển trách, mặc dù biết Ly Thanh Trần không nghe được, nhưng ông ta không thể không nói ra, có thể tưởng tượng lúc này ông ta tức giận như thế nào. Vào lúc này, một tia sáng đỏ đột nhiên phun ra từ chiếc hương cổ. Thần đế bỗng dưng đứng phát dậy, thất thanh, có thiên tài địa bảo xuất thế rồi. Trong bí cảnh, Đường Tuấn và Ly Thanh Trần cũng nhìn thấy một tia sáng đỏ sông thẳng lên trời, như cảm ứng được linh khí của trời đất, bọn họ lao thẳng tới nơi đó. Sắc mặt Ly Thanh Trần đột nhiên thay đổi, trong mắt hiện lên một tia nóng rực, anh ta nói thiên tài địa bảo. Đường Tuấn thì thao, thần đế, thiên tài địa bảo ở trong đó có thể kích hoạt thêm huyết mạch chu tước của ngài. Ánh mắt Ly Thanh Trần càng nóng rực, mặc kệ thế nào, anh ta nhất định phải lấy cho bằng được nơi ánh sáng đỏ xuất hiện cách hai người một khoảng ở hướng bên trái nằm phía trước khi cả hai đến nơi có rất nhiều người đã tụ tập xung quanh và ở chính giữa bốn người đang chiến đấu với nhau trên đỉnh đầu bốn người một chùm ánh sáng đỏ đang lơ lửng bên trong ánh sáng đó là một loại quả to bằng một nắm đấm bề ngoài quả này bao trùm những ngọn lửa ngọn lửa hình thành một con thần điều nhỏ đó là chu tước hỏa linh quả ly thanh trần thất thanh Chu Tước Hỏa Linh quả nghe nói là được sinh ra từ Chu Tước và có dấu vết về nguồn gốc của Chu Tước. Đối với Ly Thanh Trần hiện đã kích hoạt một chút huyết mạch Chu Tước, đó chắc chắn là thiên tài địa bảo tốt nhất. Bốn người đang chiến đấu ở đó là Thất Điện Hạ và Đại Điện Hạ, cùng với hai người bạn đồng hành của họ, Thái Hạo và Trảm Như Long. Chương 2362 anh vẫn không ra tay sao? Ly Thanh Trần kích thích Hỏa Linh thể, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần cho dù Ly Thanh Quang đạt tới hợp thể cảnh trung kỳ cũng rất khó đối phó. Ly Thanh Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói thấp tam, tôi khuyên cậu nên rời đi ngay, đừng tranh giành chu tước hỏa linh quả với tôi, nếu không sẽ cho cậu biết tay. Dưới ánh nhìn của mọi người, Ly Thanh Trần nói với Đường Tuấn, anh Dược, đợi tôi ở đây. Sau khi nói xong, Ly Thanh Trần biến thành một dư ảnh lướt đi, uy thế cực mạnh. Nhìn thấy Ly Thanh Trần hung hãn nhảy vào giữa sân, người xem trận chiến xung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ biết Ly Thanh Trần đã là cảnh giới hợp thể, nhưng thực lực thật sự sợ rằng còn không bằng Ly Thanh Thanh Kiếm có hỏa linh thể và Ly Thanh Quang có gốc gác vững chắc. Đừng nói chi hai người còn có đồng bọn giúp đỡ, mà Ly Thanh Trần thì chỉ có một thân một mình. Có hoàng tử đi đến bên cạnh đường Tuấn, trầm giọng nói, dược đường, anh là người bạn mà em 13 của tôi đưa vào, anh vẫn không ra tay sao có người cười khẩy nói anh ta ra tay có tác dụng cái chó gì chút tu vi này còn không bằng chúng ta ta thấy người ba dẫn anh ta vào vốn chính là cho đủ số giọng nói vang lên xung quanh là một chàng tiếng cười lạnh chế diễu phần lớn bọn họ đều có hơi ghen tị với sự vùng dậy của ly thanh trần tuy rằng không dám nói thẳng với ly thanh trần nhưng chế diễu một hồi mà đường tuấn vẫn không có bất cứ lo ngại nào đường tuấn khẽ cau mày nhưng anh không tranh luận vào lúc này Giữa sân, Ly Thanh Kiếm cười ha ha, em 13, cậu thật sự dám ra tay. Hỏa Linh quả chu tước này là thứ cậu có thể cướp giật sao? Cứ để tôi dạy dỗ cậu một tí để cậu hiểu rõ cái gì gọi là Hỏa Linh thể nhé. Tuy anh ta đã hứa với thần đế không hại chết người, nhưng lúc đánh nhau khó tránh khỏi không thể khống chế nặng nhẹ, không cẩn thận đánh Ly Thanh Trần bị thương nặng cũng là chuyện bình thường. Giữa hai hàng lông mày của Ly Thanh quang lộ ra chút sát khí, anh ta hét lên, "13!" Chỉ dựa vào cơ thể bình thường của mày còn chưa thể tranh đấu với tao và lão Bảy đâu, cút ngay đi. Lúc hai người nói chuyện, bọn họ không hẹn mà cùng nhau ra tay với Ly Thanh Trần. Trong mắt hai người chỉ có nhau, mà như loại người đột nhiên vùng dậy như Ly Thanh Trần đây tuy rằng đáng để quan tâm, nhưng cuối cùng chỉ là hoa quỳnh chớm nở, chẳng qua là loại cá nhám hơi lớn một chút. Hai người bọn họ tranh hùng, đương nhiên phải quét sạch cá nhám ra ngoài. Ngoài thân Ly Thanh Kiếm bao trùm áo giáp bọc lửa, kiếm dài trong tay được tạo thành hoàn toàn bởi ngọn lửa đột nhiên đâm ra. Mà Ly Thanh Quang cũng mặc một chiếc áo giáp bọc lửa, anh ta có 8 phần huyết mạch hỏa linh thể, tuy rằng không bằng Ly Thanh Kiếm, nhưng hơn hẳn ở tu vi hùng hậu. Anh ta khẽ suy nghĩ trong đầu, một chiếc roi dài rực lửa quất lên đầu Ly Thanh Trần. Hai người đều được cho là hỏa linh thể, có thể nói là tồn tại cao nhất trong cùng cảnh giới. Mà Ly Thanh Trần trong mắt bọn họ chính là một cơ thể bình thường, dưới cùng cảnh giới, đánh bại anh ta dễ dàng như giết gà giết chó làm thịt. Anh cả, anh bảy, hỏa linh thể cũng không chỉ có hai người các anh. Đúng lúc này, Ly Thanh Trần cười lớn một tiếng, ngoài thân anh ta đột nhiên bắn ra vô số ngọn lửa, tạo thành một bộ áo giáp bọc lửa, không khác chút nào áo giáp bọc lửa trên người hai người bọn họ. Một đôi cánh lửa sau lưng anh ta dương ra, né tránh đòn kết hợp của hai người. Hỏa linh thể, nhìn áo giáp bọc lửa trên người Ly Thanh Trần, Ly Thanh Kiếm và Ly Thanh Quang cùng nghẹn ngào. Bọn họ đều được xem là hỏa linh thể, đương nhiên họ cực kỳ quen thuộc với hơi thở hỏa linh thể. Đặc biệt trong ánh mắt Ly Thanh Quang càng lộ ra sự ghen tị, anh ta có thể cảm nhận được hỏa linh thể của Ly Thanh Trần còn tinh khiết hơn anh ta, không phân cao thấp với Ly Thanh Kiếm. "Không thể, mình tốn nhiều thời gian với bảo vật như vậy mới miễn cưỡng đạt được 8 phần hỏa linh thể." 13 sao có thể là hỏa linh thể trời sinh. Trong lòng Ly Thanh Quang rít gào, anh ta gần như không thể tin nổi. Chương 2363 cuộc chiến nhanh chóng bùng nổ. Mà trên mặt những hoàng tử khác cũng không thể tin được. Bọn họ đều rất quen thuộc Ly Thanh Trần, biết từ nhỏ Ly Thanh Trần đã có thể chất bình thường, sao trong chớp mắt đã biến thành hỏa linh thể rồi. Mà trong cung điện ngoài bí cảnh, thần đế cũng khiếp sợ đến nỗi xanh mặt, ông ta kinh ngạc nói: lão 13 vậy mà cũng là hỏa linh thể trời sinh, sao có thể có chuyện đó? Lúc mỗi một vị hoàng tử lên tiếng, ông ta cũng có tự mình đo lường thể chất và gân cốt tu luyện cho bọn họ. Trong rất nhiều hoàng tử thì Ly Thanh Trần chỉ có thể xem như là người bình thường, lần này chuyện anh ta bước vào cảnh giới hợp thể khiến ông ta có hơi bất ngờ, bây giờ lại còn thể hiện ra sức mạnh hỏa linh thể. Chuyện như vậy không khỏi quá khó tin. Bệ hạ, Lão thần từng nghe người ta nói có vài linh thể cần lớn lên mới thức tỉnh được, có lẽ cậu 13 chính là thuộc về loại người này. Trong lòng nhiều thần tử cũng khiếp sợ, chỉ có thể nghĩ tới một khả năng như vậy. Thần đế gật đầu, lớn lên mới thức tỉnh, ông ta cũng từng nghe nói rồi, nhưng chuyện như vậy càng hiếm thấy hơn hỏa linh thể. Thần đế bỗng nhiên có hơi hối hận, thầm nói, nếu như sớm biết 13 là hỏa linh thể, vậy mình sẽ không ban ly phiến cho lão bảy rồi. Như vậy lão bảy tất nhiên có thể thắng, nhưng người ba sợ rằng sẽ nảy sinh lòng oán hận, sau này sẽ không một lòng một giả phụ tá lão bảy. Hai vị hỏa linh thể không những không thể nào làm Hoàng Triều Chu Tước ta trở nên hưng thịnh, ngược lại sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của Hoàng Triều. Tuy rằng hối hận trong lòng, nhưng thần đế cũng biết Ly Thanh Trần Định sẵn sẽ thua. Ly Thanh Kiếm không chỉ có Ly Phiến, còn có vị thái hạo cảnh giới hợp thể này giúp đỡ. Mà Ly Thanh Trần thì sao, chỉ có một vị y sư cảnh giới hóa thần trung kỳ, cách biệt quá lớn. Chỉ có thể nghĩ cách bù đắp cho 13, trong lòng thần đế thầm thở dài. Trong bí cảnh, Ly Thanh Kiếm cũng không thể duy trì dáng vẻ cao cao tại thượng kia với Ly Thanh Trần nữa, anh ta khiếp sợ trong lòng không thôi, thậm chí còn mãnh liệt hơn Ly Thanh Quang và những hoàng tử khác. Bởi vì anh ta cảm giác được một chút nguy hiểm từ trên hỏa linh thể của Ly Thanh Trần. Không được, cho dù cậu ta cũng là Hỏa Linh thể trời sinh cũng không thể cho mình cái cảm giác này, trừ khi trong lòng Ly Thanh kiếm giấy lên một suy nghĩ ngay cả anh ta cũng khó lòng tin nổi. Trừ khi Hỏa Linh thể của Ly Thanh Trần còn mạnh mẽ hơn Hỏa Linh thể của anh ta, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn không chỉ một chút. Vừa nghĩ tới khả năng này, Ly Thanh kiếm cảm thấy khiếp sợ trong lòng, sau đó trong đầu anh ta lại tràn ngập ý nghĩ chết chóc, nhất định phải diệt trừ lão 13 ở đây. Nếu không cho dù sau này mình trở thành thần đế, cậu ta cũng có thể đe dọa đến địa vị của mình. Ly Thanh Kiếm hiểu rất rõ, nếu như lúc này không diệt trừ Ly Thanh Trần trong bí cảnh, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. May mà phụ hoàng cho mình ly phiến, hơn nữa mình còn có thái hạo, đủ để giết chết 13. Ly Thanh Kiếm nhanh chóng đưa ra quyết định, còn việc Đường Tuấn giúp đỡ Ly Thanh Trần, anh ta vốn dĩ không hề quan tâm. Em 13, cậu che giấu rất sâu đó chuyện hỏa linh thể lại giấu giếm chúng tôi lâu như vậy. Ly Thanh Kiếm kìm nén sự giết chóc trong lòng, lạnh lùng nói. Trên mặt Ly Thanh Trần không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, anh bảy, chuyện anh không nghĩ tới còn nhiều lắm. Bản thân anh ta không chỉ là hỏa linh thể đơn giản, mà là hỏa linh thể đã kích hoạt huyết mạch chu tước. Ly Thanh Kiếm nói với Ly Thanh Quang, anh cả, không bằng chuyện của hai ta trước tiên dẹp sang một bên, em 13 này của chúng ta giấu giếm ghê thật, Lỡ như cậu ta còn có lá bài tẩy gì chưa lộ ra, vậy chúng ta chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Ly Thanh Quang nghe vậy thì khá dao động. Biểu hiện liên tiếp của Ly Thanh Trần quả thật khiến anh ta có hơi khó chấp nhận, hơn nữa anh ta quả thật ghen tị với Ly Thanh Trần. Ly Thanh Trần chỉ suy nghĩ trong chốc lát đã lập tức đồng ý. chương 2364, Ly Phiến Trong bí cảnh, có tới 30 đến 40 người đứng trên mặt đất nhìn ba người chém giết trên không chung. Ly Thanh Trần lấy một địch hai, đã rơi vào thế yếu, dường như sắp sửa thua đến nơi. Kết cục đã định. Ly Thanh Trần bị đánh bay vào trong một đống đá vụn trên núi lửa vào lúc Ly Thanh kiếm trưởng một phát vào ngực anh ta. Trong lòng bọn họ thầm cảm thấy tiếc thương thay cho Ly Thanh Trần. Che giấu thực lực lâu như vậy, muốn hết một tiếng làm người ta khiếp sợ nhưng không ngờ gặp phải hai người anh trai bắt tay nhau công kích. Không thể không nói đây là một bi kịch. Ly Thanh Kiếm đứng trên không trung, chắp hai tay sau lưng, nhìn Ly Thanh Trần phía dưới nói, em trai 13, cậu xác thực rất tốt nhưng quá trẻ. Không tệ, các cậu đều quá trẻ. Giọng nói Ly Thanh Kiếm vừa vang lên, một giọng nói phía sau lưng anh ta cũng vang lên. Ly Thanh Quang cầm gậy dài trong tay, toàn thân gậy dài này ngâm đen, lập lòe ánh sáng âm u. Vương khí Gậy dài này rõ ràng là một vương khí. Đến lúc này Ly Thanh Quang mới lấy ra, hiển nhiên anh ta đã sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng. 13 đã bị thương, chỉ cần tôi đánh bại thêm lão 7, hỏa linh quả chu tước sẽ là của tôi, thần đế đời tiếp theo cũng là tôi. Ly Thanh Quang ra tay đánh lén thầm nghĩ, gậy dài cấp bậc phương khí này anh ta vẫn che giấu, bình thường chưa từng dùng để chiến đấu với người ta chính là dành cho thời khắc này. Lão 7, cậu đừng trách tôi. Ly Thanh Quang cười lạnh một tiếng, gậy dài trong tay lập tức muốn tấn công vào lưng Ly Thanh Kiếm ầm ầm. Một tràng âm thanh nặng nề vang lên. Ly Thanh Quang nhìn hình ảnh trước mắt, con người anh ta đột nhiên rụt lại. Dưới sự công kích của gậy dài vương khí, bóng dáng Ly Thanh Kiếm lại không hề có chút dao động. Một tia sáng xanh lục từ đỉnh đầu Ly Thanh Kiếm tỏa xuống, bảo vệ anh ta. Tầng ánh sáng xanh lục này rất mỏng, nhưng cũng khiến gậy dài vương khí không thể tiếp tục tiến lên tất nào. Anh cả, tôi đương nhiên không trách anh. Ly Thanh Kiếm xoay người, Nhìn Ly Thanh Quang, nụ cười trên mặt anh ta đầy sự trào phúng và khinh thường. Một cây quạt màu xanh lục trôi nổi trên đỉnh đầu Ly Thanh Kiếm. Cây quạt cùng kích cỡ với quạt hương bồ, nhìn qua có hơi cũ nát, giống như đã trải qua nhiều năm tháng. Ánh sáng xanh lục bảo vệ cơ thể Ly Thanh Kiếm chính là xuyên qua từ trong cây quạt này. Ly Phiến. Nhìn thấy cây quạt này, Ly Thanh Quang trên không trung, Ly Thanh Trần trong đống đá vụn, còn có rất nhiều hoàng tử phía dưới đều im lặng một lát sau tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ ly phiến là vương khí phụ hoàng bọn họ luyện chế đại diện cho ý chí của thần đế lúc này lại xuất hiện trong tay ly thanh kiếm ai cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ly thanh kiếm giơ tay nắm chặt ly phiến anh ta nở nụ cười nói không sai thật ra trước khi tiến vào bí cảnh phụ hoàng đã giao ly phiến cho tôi nói cách khác ngay từ lúc bắt đầu phụ hoàng đã quyết định tôi chính là người thắng cuộc thi hương này mà các anh chẳng qua là góp vui thôi. Ly Thanh Kiếm nói rất bình tĩnh, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng diễu cợt. chương 2365 trong bí cảnh, không ai có thể trả lời Ly Thanh Trần. Thì ra từ lúc bắt đầu, trận thi hương này đã không có ý nghĩa gì, người thắng sớm đã được âm thầm quyết định. Sự tranh đoạt của bọn họ trong mắt Ly Thanh Kiếm chỉ sợ cũng là một trò chơi. Trong cung điện ngoài bí cảnh cũng trở nên yên lặng thần đế thở dài nói ta biết như vậy không công bằng nhưng ta là vì tốt cho các con không ai nói chuyện sắc mặt mấy vị hoàng tử đám ly thanh viễn đã bị loại ra khỏi ván cờ phía dưới trở nên khó coi bọn họ nắm chặt nắm đấm trong lòng anh ta rất đắc ý trước nay chưa từng đắc ý như vậy anh ta cười nhạt nói nếu không ai nói chuyện vậy hỏa linh quả chu tước chính là của tôi rồi các anh đợi lát nữa tự mình giao lệnh bài ra rồi sau đó đi đi làm thần đế đời kế tiếp, tôi cần phải ở đây nhận truyền thừa. Lúc anh ta nói chuyện, giọng điệu như kiểu ra lệnh, dường như anh ta đã là thần đế rồi vậy. Tay anh ta vồ lấy, Hỏa Linh Quả Chu Tước lập tức bay về phía anh ta. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, ngay cả Ly Thanh Quang dưới đại điện cũng thở ơ không động lòng, vẻ mặt tuyệt vọng. Nhìn vẻ mặt của mọi người, vẻ mặt Ly Thanh kiếm càng cao cao tại thượng hơn, có loại vui vẻ không nói thành lời. Tôi không phục, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên trên mảnh đất này. Một bóng người được ngọn lửa bao phủ xuất hiện giữa không trung, đối diện với Ly Thanh Kiếm. Người này chính là Ly Thanh Trần, ngọn lửa trên người anh ta cũng mạnh gấp đôi lúc trước, không khí dường như cũng vặn vẹo. Ly Thanh Kiếm thầm hoảng sợ với sức mạnh của Ly Thanh Trần biểu hiện ra lúc này, tên này chính là Hỏa Linh thể sao, sao có hơi thở đáng sợ như thế? Chẳng qua vừa nghĩ tới bản thân anh ta đã nắm giữ ly phiến, Ly Thanh Kiếm lần nữa trở nên bình tĩnh nói, "Em trai 13, cậu không phục cũng được, nhưng cậu có thể thế nào chứ?" Ly Thanh Trần không hề trả lời anh ta, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lần nữa nói, "Tôi không phục." Trong cung điện ngoài bí cảnh, Thần Đế im lặng, ông ta biết Ly Thanh Trần đang nói với ông ta. Ông ta lần nữa cảm thấy hổ thẹn thậm chí có chút hoài nghi bản thân quyết định giao ly phiến cho ly thanh kiếm có phải chính xác hay không. Thanh Trần, nhận thua đi, chờ sau khi các con ra ngoài, chấm sẽ bồi thường cho các con. Thầm đế thầm nghĩ trong lòng. Trong bí cảnh, không ai có thể trả lời ly thanh Trần. Rất nhiều hoàng tử nhìn bóng lưng ly thanh Trần đều nở nụ cười khổ sở. Bọn họ cũng không phục, nhưng có thể thế nào đây? Thực lực của Ly Thanh Kiếm vốn cao hơn họ, Bây giờ lại có ly phiến trong tay, ai có thể địch nổi. Ly Thanh kiếm cười lạnh, anh ta cũng không vội, anh muốn thưởng thức thật tốt dáng vẻ không thể làm gì này của Ly Thanh Trần. Chương 2366 Thần đế tức giận rồi. Khoảnh khắc này, tất cả hoàng tử điện hạ đều cảm giác được một loại sợ hãi bắt nguồn từ nơi sâu thẳm trong huyết mạch. Bọn họ vậy mà sinh ra ý nghĩ thần phục. Thần thể Chu Tước. Trong cung điện ngoài bí cảnh, thần đế cũng không thể giữ bình tĩnh nữa, ông ta nghẹn ngào nói. Giọng nói ông ta thế mà có chút run rẩy, mang theo sự kích động cùng khó tin, lão 13 là thần thể chu tước. Thần đế lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên ông ta nước mắt tràn mi, hoàng triều chu tước rốt cuộc sinh ra được thần thể chu tước thứ hai rồi. Tất cả đại thần trong điện đều sửng sốt. Trong bí cảnh, Ly Thanh Kiếm nhìn Ly Thanh Trần, trên mặt anh ta cũng không còn vẻ mặt khinh thường kia nữa, thay vào đó chính là sự khó tin và lòng thù hận. Anh ta quát lên, tại sao, tại sao thần thể chu tước lại hiện ra trên người tên rác rưởi nhà mày? Tao mới là con trai của thiên mệnh, tao mới là thần đế đời tiếp theo, tao mới chính là thần thể chu tước. Tiếng giết gào phẫn nộ của anh ta vang khắp đất trời. Không, thần thể chu tước là của tao, vị trí thần đế cũng là của tao. Ánh mắt ly thanh kiếm trở nên vô cùng oán độc, anh ta nói, chỉ cần giết mày, luyện mày thành hóa thân của tao. Đến lúc đó tao chính là thần thể chu tước rồi. Trong cung điện ngoài bí cảnh, thần đế nghe được lời nói mang theo sát ý lạnh lẽo của ly thanh kiếm, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi rồi quát lên, thằng con ngỗ nghịch, mày rốt cuộc muốn làm gì? Trong ánh mắt của thần đế dường như có ánh mặt trời cực kỳ chói mắt hiện lên, từng tia lửa bốc lên bên ngoài thân, nhiệt độ trong cung điện đột nhiên tăng cao. Nhưng đại thần cảnh giới hợp thể kia nhanh chóng thúc giục pháp lực chống đỡ, chỉ có cảnh giới động hư vẫn có thể mặt không đổi sắc. Thần đế tức giận rồi. Hoàng triều vất vả lắm mới xuất hiện một vị thần thể Chu Tước, nhưng bây giờ lại sắp bị con trai mình luyện thành hóa thần. Thần đế không giận mới lạ, lúc này ông ta hận không thể vọt vào bí cảnh giết chết Ly Thanh Kiếm. Phải biết cho dù chỉ kích hoạt một tia thần thể huyết mạch Chu Tước cũng có thể khiến cho hoàng triều bây giờ lần nữa tăng lên một tầm cao mới, thậm chí có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của tinh vực Chu Tước ở toàn bộ trung ương ngân hà. Bệ hạ bất giận, chẳng ai ngờ cậu 13 sẽ là thần thể chu tước cả. Lấy trí tuệ và thực lực thần thể chu tước của cậu 13, cho dù không đánh lại cậu 7 nhưng tự vệ hay chạy khỏi bí cảnh vẫn có thể làm được. Có người đứng ra nói. Thần đế nhìn cuộc chiến kịch liệt trong cổ kính, ông ta lắc đầu nói, lão thập tam sẽ không cam lòng, nó càng sẽ không bỏ qua. Ta sai rồi, ta không nên giao ly phiến cho lão thất. Những người khác trong điện nghe vậy cũng im lặng, có thể khiến cho thần đế chủ động nhận sai, có thể nghĩ tới thần đế lúc này hối hận bao nhiêu. Chẳng qua ngấm lại cũng đúng, nếu như lần này không phải thần đế ban ly phiến cho ly thanh kiếm, lấy thực lực thần thể chu tước của ly thanh trần, đoạt được đầu bảng gần như là chắc chắn. Bây giờ Ly Thanh Trần không chỉ đại diện cho bản thân anh ta mà còn cho những hoàng tử cảm thấy bất công khác. Thần thể chu tước vốn là thể chất vô thượng, cậu 13 có lẽ kích hoạt được chút huyết mạch trong may rủi thôi. Nếu như anh ta có thể có được Hỏa Linh Quả Chu Tước, nói không chừng có cơ hội gột rửa huyết mạch, kích hoạt nhiều huyết mạch chu tước hơn. Nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều bị thần đế gián tiếp phá hoại. Không chỉ như vậy, hoàng triều rất có thể còn sẽ mất đi một vị thần thể chu tước. Trong lòng mọi người đều thở dài. Chỉ bởi vì một chút lòng riêng của thần đế, hy vọng hoàng triều chu tước vùng dậy rất có thể bị phá hủy như vậy. Trong bí cảnh, Ly Thanh Trần chiến đấu ác liệt với Ly Thanh Kiếm trên không trung chương 2367, Thái Hạo, lẽ nào cậu muốn đổi ý sao? Thần thể chu tước của Ly Thanh Trần bùng nổ, mang theo ngọn lửa vàng đen óng cháy hừng hực, dường như ngay cả không khí cũng có thể vặn vẹo. Sức mạnh oai hùng đáng sợ vẩy xuống từ không trung khiến rất nhiều hoàng tử bên dưới run sợ không thôi. Đây là áp chế thiên nhiên trên huyết mạch. Nhưng Ly Thanh kiếm càng mạnh hơn, hỏa linh thể của anh ta dù bị thần thể chu tước của Ly Thành Trần áp chế nhưng Ly phiến khống chế trong tay, anh ta quạt nhẹ nhàng một cái, tất cả thuật pháp bằng lửa Ly Thanh Trần vốn dĩ đánh về phía anh ta đều biến mất. Dần dần Ly Thanh Trần vậy mà rơi vào thế yếu, thậm chí bởi vì thôi thúc thần thể chu tước quá mức mà bị thương không nhẹ. Ha ha ha, lão thập tam, cho dù cậu là thần thể chu tước thì sao, tôi mới là thiên mệnh. Phụ hoàng đã sớm giao ly phiến cho tôi, tôi mới là thần đế đời tiếp theo. Nhìn thấy dáng vẻ sơ xác của Ly Thanh Trần, Ly Thanh kiếm cười như điên nói: Cuộc chiến của hai người đang tiếp tục. Anh cả, anh giúp em trai 13 một tay đi. Em trai TSP Tam là thần thể Chu Tước, là hy vọng vươn lên của hoàng triều Chu Tước ta sau này." Có hoàng tử nói với Ly Thanh Quang. Những hoàng tử khác cũng hướng ánh mắt mong đợi về phía Ly Thanh Quang. Bây giờ có thể giúp được Ly Thanh Trần chỉ có vị anh trai cả này. Ly Thanh Quang nhìn cuộc chiến trên không trung, không nói một lời. Vẻ mặt anh ta rất phức tạp vừa không cam long vừa oán hận tao mới là cậu cả của hoàng triều tại sao tao không phải là hỏa linh thể và thần thể chu tước chỉ cần hai người bọn bay chết rồi vậy thì không ai có thể tranh với tao tụi mày đánh đi tốt nhất đánh đến lúc cùng đồng quy vô tận là được trong đầu ly thanh quang đủ loại suy nghĩ anh ta là đại ca nhưng nhìn đám anh em của mình còn lợi hại hơn anh ta lâu dài anh ta sẽ bị áp lực mà sau khi Ly Thanh Trần thể hiện ra sức mạnh thần thể chu tước, anh ta hoàn toàn bùng nổ. Ly Thanh Kiếm đại chiến với Ly Thanh Trần, đúng lúc là cơ hội của anh ta. Nhìn thấy Ly Thanh Quang không hề có bất cứ động tác gì, đám hoàng tử khác đầu tiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên hiểu ý của anh ta. Không ai lên tiếng trách cứ Ly Thanh Quang, bởi vì bọn họ phát hiện sâu trong lòng mình chẳng phải cũng nghĩ như thế sao. Thái Hạo, cậu còn chưa tới giúp tôi. Đúng lúc này Lý Thanh Kiếm trên không trung bỗng nhiên hét lên. Tuy rằng anh ta đang có lợi thế, nhưng thần thể Chu Tước mạnh nằm ngoài dự đoán của anh ta, trong thời gian ngắn anh ta thế mà không bắt được Lý Thanh Trần. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lý Thanh Kiếm quyết định giải quyết Lý Thanh Trần nhanh một chút. Vẻ mặt Thái Hạo tỏ ra do dự, tuy rằng anh ta xuất thân từ thánh địa đại diễn các nhưng anh ta cũng biết tầm quan trọng của thần thể Chu Tước với hoàng triều Chu Tước. Nếu như anh ta thật sự giúp Lý Thanh Kiếm giết thần thể Chu Tước, cho dù không bị thần đế đánh chết cũng sẽ bị tông môn trừng phạt không nhỏ. Thái hạo, lẽ nào cậu muốn đổi ý sao? Nhìn thấy thái hạo do dự, ly thanh kiếm quát lên. chương 2368, có phải tôi nhìn lầm rồi? Đường Tuấn nói, chỉ cần anh không ra tay thì tôi sẽ không ra tay. Anh có thể thấy Ly Thanh Trần cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạnh. Lúc trước anh không nhúng tay là bởi vì Ly Thanh Trần cần phát tiết, hơn nữa thần thể chu tước cũng cần tôi luyện mới càng ngày càng mạnh nhưng bây giờ thái hạo ra tay thì rất có thể sẽ uy hiếp đến ly thanh trần cho nên anh không ra tay không được dường như thái hạo bị những lời này chọc cười anh ta không nhịn được cười nói anh biết chỗ hơn kém của hai chúng tôi sao đường tuấn lắc đầu tỏ ra không biết anh chưa từng đánh với cảnh giới hợp thể quả thực anh không rõ nhưng thái hạo lại cảm thấy mình bị xem thường khuôn mặt anh ta trở nên lạnh lẽo anh ta nói, nếu anh muốn chặn tôi thì thử chút xem sao. Tên ở trong giai đoạn giữa cảnh giới hóa thần như anh đây thì một chiêu của tôi lập tức có thể đánh đổ anh rồi. Thái Hạo nói xong thì lập tức ra tay. Một quyền của anh ta đánh ra, trông có vẻ bình thường, nhưng cũng mang theo pháp tắc ảo diệu cao thâm. Cảnh tượng trước mắt đường tuấn dường như đều tan biến, chỉ còn sót lại cú đấm này. Lĩnh vực pháp tắc Cảnh giới hóa thần lĩnh ngộ pháp tắc trời đất mà cảnh giới hợp thể thì khiến pháp tắc tiến thêm một bước nữa, hình thành lĩnh vực chuyên môn thuộc về pháp tắc. Trong lòng đường Tuấn khẽ dao động, anh cũng đánh ra một quyền. Những hoàng tử khác hờ hững nhìn, không ai muốn ra tay. Bởi vì trong mắt họ, đây vốn là chức trách của đường Tuấn. Dọc theo con đường này đều là Ly Thanh Trần bảo vệ đường Tuấn, bây giờ nếu như đường Tuấn có thể ngăn cản một lát cho Ly Thanh Trần thì chính là làm hết trách nhiệm. Còn muốn ngăn cản thái hạo thật sự thì bọn họ chưa hề nghĩ tới. Anh dược. Mà Ly Thanh Trần ở trên bầu trời cũng thấy cảnh thấy, nhất thời răng rắc một cái, anh ta muốn bay xuống. Ha ha, em trai 13, cậu cũng không thể phân tâm. Ly Thanh kiếm thấy thế, anh ta cười lạnh một tiếng, vung ly phiến trong tay ra, đánh vào người Ly Thanh Trần, ngăn cản anh ta. Nếu như anh dược có chuyện gì thì tao sẽ giết mày. Ly Thanh trần bị ngăn cản, tuy rằng trong lòng anh ta như có lửa đốt nhưng cũng không thể làm gì. Ly Thanh kiếm cười khẩy nói, em trai 13, mày tự lo cho bản thân thật tốt đi rồi nói sau. Lúc hai người nói chuyện, nắm đấm hai người Thái Hạo và Đường Tuấn đã va vào nhau. ầm, em um. mờ thanh nặng nề vang lên bên tai mọi người, kinh khí đáng sợ từ nơi nắm đấm hai người va vào phóng lên trời, xé toạt biển lửa giữa bầu trời thành mảng lớn bác sĩ kia chỉ có cảnh giới hóa thần trung kỳ, sợ rằng đã bị cú đấm này đánh thịt thịt vụn rồi. Trong lòng mọi người có chút suy nghĩ như thế, bọn họ cùng nhìn về phía Thái Hạo và Đường Tuấn. Trường 2369 cảnh giới hóa thần ngang hàng cảnh giới hợp thể. Mọi người hít một hơi lạnh, cú đấm vừa nãy kia đủ để đánh chết cấp cao hóa thần cảnh, nhưng không tổn thượng được đường tuấn một chút. Đối diện sắc mặt khó coi của Thái Hạo, trong ánh mắt anh ta cũng có chút không dám tin. Anh ta xác định cú đấm vừa nãy kia của mình cũng không có nương tay, cho dù là tu sĩ cảnh giới hợp thể cũng phải nghiêm túc đối phó, nhưng kết quả hiện tại thế này thực sự khiến anh ta không tin nổi. Đối phương rõ ràng chỉ có cảnh giới hóa thần trung kỳ, không hề nắm giữ lĩnh vực pháp tắc, sao anh ta có thể ngăn chặn được cú đấm kia? Thái Hạo đương nhiên không ngờ tới trong cơ thể Đường Tuấn sẽ có thứ dị thú màu vàng nghịch thiên có thể coi nhẹ lĩnh vực pháp tắc như vậy không có lĩnh vực pháp tắc áp chế chỉ nói riêng về trình độ hùng hồn của sức mạnh và pháp lực cơ thể Đường Tuấn đã không thua bất cứ một vị cảnh giới hợp thể sơ kỳ nào Đường Tuấn nở nụ cười rồi nói xem ra tôi cần phải ngăn anh cú đấm vừa nãy kia khiến anh đã có nhận thức sơ lược về bản thân thực lực bây giờ của anh đủ ngang hàng với một người cảnh giới hợp thể sơ kỳ trên không trung nụ cười cản rỡ của Ly Thanh Kiếm đột nhiên biến mất anh ta hiển nhiên cũng không nghĩ đường tuấn vậy mà sẽ có thực lực như vậy còn ly thanh trần sau khi anh ta ngẩn ra thì cười khổ không thôi không hổ là anh dược sự vui sướng đường tuấn cho anh ta thật sự quá nhiều thế nên cho dù bây giờ lấy hóa thần đối đầu hợp thể anh ta cũng có thể tiếp nhận thái hạo lại cảm thấy mình bị khinh thường anh ta tức giận nói tao không tin một mình mày với tu vi cảnh giới hóa thần thật sự có thể ngăn cản tao lúc nói chuyện anh ta liên tục ra tay anh ta dùng cơ thể làm vũ khí, không khác một con hung thú cổ xưa hình người, thực lực phát huy vô cùng nguyền nhuyễn. Là bí tịch vô thượng chiến thể đại diễn của đại diễn các, không ngờ Thái Hạo vậy mà đã luyện xong. Có người nói loại chiến thể này luyện đến trình độ cao nhất không kém bao nhiêu với thể chất đặc thù. Thái hạo có chiến thể đại diễn, sợ rằng cũng có thể đánh thắng một cảnh giới hợp thể trung kỳ bình thường. Các anh xem, y sư của em trai 13 kia mạnh thật. Chiến thể đại diễn của Thái Hạo công kích khắc liệt như vậy, mỗi một chiêu đều đạt tới trình độ cảnh giới hợp thể, nhưng y sư kia vậy mà đều đỡ được hết. Hơn nữa còn thành thạo điêu luyện. Cảnh giới hóa thần ngang hàng cảnh giới hợp thể, chẳng lẽ người y sư này cũng là thể chất đặc thù gì sao? Em trai 13 đúng là rất may mắn, không chỉ có thần thể chu tước, ngay cả y sư dưới tay cũng đáng sợ như thế. Mọi người ở một bên nghị luận sôi nổi, nào có ai dám khinh thường đường tuấn? đáng ghét, nhìn thấy đường Tuấn thật sự ngăn được Thái Hạo, trong ánh mắt của Ly Thanh Quang bên cạnh lóe lên tia lửa giận. Đúng lúc này, Ly Thanh Quang bỗng nhiên nhìn thấy hỏa linh quả chu tước kia trôi nổi bồng bình giữa không chung. Ly Thanh Trần đột nhiên xuất hiện, còn thể hiện ra sức mạnh thần thể chu tước, mang đến chấn động mãnh liệt cho mọi người, trong lúc nhất thời rất nhiều người đều quên mất bọn họ tới đây là vì hỏa linh quả chu tước. Chỉ cần mình đoạt được hỏa linh quả chu tước, Nói không chừng mình cũng có thể kích hoạt được chút huyết mạch Chu Tước. Ánh mắt Ly Thanh Quang nóng lên. Bộp, trong lòng đã quyết định, Ly Thanh Quang ngay lập tức ra tay. Nhân lúc mọi người đều tập trung tinh thần lên cuộc chiến của Ly Thanh Trần và Ly Thanh Kiếm trên bầu trời, bóng hình anh ta khẽ lay động, anh ta hóa thành một luồng ánh sáng rực lửa bay về phía Hỏa Linh Quả Chu Tước. Chương 2370, xảy ra chuyện gì, không gian bí cảnh bị phong tỏa rồi. Tốc độ của anh ta rất nhanh, Đợi lúc Ly Thanh Kiếm và Ly Thanh Trần phản ứng thì đã không kịp ngăn cản nữa. Ly Thanh Quang, mày lại dám cướp giật Hỏa Linh Quả Chu Tước, mày cũng nên chết đi. Còn Ly Thanh Trần nữa, tên rác rưởi như mày đây cũng chết luôn đi. Tất cả bọn bay đều đáng chết, chỉ cần bọn bay chết rồi thì Hoàng Triều Chu Tước lập tức là của tao rồi. Mắt thấy Hỏa Linh Quả Chu Tước sắp rơi vào tay Ly Thanh Quang, ánh mắt Ly Thanh Kiếm bỗng nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Anh ta cắn răng một cái, không ngừng dâng trào pháp lực cuồn cuộn vào ly phiến trong tay ly phiến nhất thời đỏ lên một luồng sức mạnh oai hùng khiến người ta sợ hãi tuôn trào ra xảy ra chuyện gì không gian bí cảnh bị phong tỏa rồi đông đảo hoàng tử kinh hoàng khiếp sợ đến nỗi thay đổi sắc mặt vốn dĩ bọn họ giao chiến với người ta cho dù không địch lại chỉ cần từ bỏ lệnh bài sẽ bị bí cảnh hướng dẫn rời đi trừ khi gặp phải đối thủ có thực lực cách biệt quá lớn ngay cả chủ động từ bỏ lệnh bài cũng không được đã bị giết ngay lập tức, nếu không cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ không gian bị phong tỏa, cũng có nghĩa bọn họ không thể rời khỏi, thật sự có nguy cơ sẽ chết. Là ly phiến, ánh mắt mọi người bỗng nhiên khiếp sợ, có vài hoàng tử cơ thể đã bắt đầu run rẩy. Lúc này ly phiến lớn lên gấp chục ngàn, che kín bầu trời. Mọi người đã không còn nhìn thấy bầu trời nữa, lọt vào trong tầm mắt chỉ có ly phiến và ly thanh kiếm cả người ly thanh quang vốn dĩ sắp lấy được hỏa linh quả chu tước bỗng chấn động anh ta không lo đi lấy hỏa linh quả chu tước nữa mà cùng liếc mắt nhìn về phía ly thanh kiếm ly thanh kiếm cậu muốn làm gì ly thanh trần quát lên ly thanh kiếm cười to lên như điên dại nói tao muốn làm gì ha 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 đương nhiên là giết hết bọn bay ở chỗ này rồi tao đã kích hoạt đại trận hủy diệt trong ly phiến rồi tương đương với một đòn toàn lực đỉnh cao cảnh giới hợp thể tất cả bọn bay chết chắc rồi thần thể chu tước không phải ghê gớm sao, không phải cũng phải chết trong tay tao à. Ha ha ha. Ly Thanh Kiếm lạnh lùng nhìn Ly Thanh Quang, giọng nói lạnh lẽo, còn mày nữa, lại dám cướp hỏa linh quả chu tước với tao, mày cũng nên chết là vừa. Ly Thanh Quang cũng không ngờ hành động của mình sẽ trở thành một cọng cỏ cuối cùng khiến Ly Thanh Quang điên dại, anh ta vội vàng nói, em bảy, chúng ta đều là anh em, không cần phải như vậy. Hỏa linh quả chu tước này anh không cướp nữa, em để anh đi đi so với cái chết mà nói thì hỏa linh quả chu tước vốn không đáng nhắc tới. Ly Thanh Kiếm nói, Ly Thanh Quang, tôi gọi anh một tiếng anh cả đó là nể mặt anh, nếu không Ly Thanh Quang anh tính là gì chứ? Tám phần người hỏa linh thể đó cũng chẳng qua là tạp thể. Hỏa linh quả chu tước sớm muộn cũng là của tôi, không cần anh bố thí. Sắc mặt Ly Thanh Quang khó coi, nhưng anh ta cũng không dám chọc giận Ly Thanh Kiếm lúc này. Trong cung điện bên ngoài bí cảnh, Bum bum bum. Đôi mắt thần đế bệ hạ dường như hóa thành ánh mặt trời, cực kỳ chói mắt. Cả người ông ta tỏa ra nhiệt độ cao đến đáng sợ, trong hư không không ngừng phát ra tiếng nổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khét chương 2370.